diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa phương lân cận cũng như trên địa bàn Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không vì đã tiêm chủng vaccine mà lơ là chủ quan. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục ngay các tồn tại làm tăng nguy cơ lây nhiễm, duy trì sản xuất theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Tăng cường phòng chống dịch tại nơi công cộng tập trung đông người. Lưu ý 5K, xử lý nghiêm vi phạm, thống nhất điều kiện cách ly y tế tại nhà đối với F0, F1 cơ bản giống nhau, bỏ điều kiện diện tích tối thiểu là 15m² sàn trên một người. Các đơn vị địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cách ly, điều trị F0 tại nhà, nhất là thiết lập trạm y tế lưu động. Cần xử lý ổ dịch với tinh thần khoanh vùng, phong tỏa nhanh nhất, xét nghiệm thần tốc để đánh giá thu hẹp phạm vi, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Cần thiết thì chủ động áp dụng ngay các biện pháp hành chính. Sở Y tế phối hợp với các địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh và tham mưu thành phố về các tiêu chí, chỉ số để chuyển cấp độ, chủ động kịch bản thu dung điều trị bệnh nhân trong tình huống dịch phức tạp.